ngược thời gian trở về quá khứ phút giây chảy lâu bao nhiêu kỷ niệm bao nhiêu ân tình chỉ còn lại con số không ai thương ai rồi và ai quên nhau rồi trong một cuộc đời tương lai trả lời thôi một mùa xuân năm nào hai đứa ngắm hoa đào rơi lo cho số phận lo cho duyên tình sẽ thành một kiếp hoa sớm ngỡ tôi tàn đời ai không một lần quên biết rồi thương yêu nhau rồi lại xa Vâng, em xin được mến chào toàn thể các bác. Trước mặt các bác đây là một cái cấu hình karaoke full với những dòng hàng bài rất là cao cấp và chất lượng các bác nhé. Một cấu hình chưa đến 20 triệu các bác ạ. Nghe phải nói là rất là hay khi mà hát karaoke và nghe nhạc các bác nhé. Em đang sử dụng ở đây đó là một đôi loa bass 30 các bác nhé. Dòng loa cá heo của CAF các bác nhé. Rất là đẹp, dòng này bass rất là lực các bác, rất là lực và lời tem rất là sáng. Các bác có thể cảm nhận khi mà nghe em hát karaoke. Đó, một đôi các bác nhé, hai chân phải và trái các bác nhé. Ở đây thì cái combo ở đây em đang sử dụng đó là đẩy săn xui các bác nhé. Đẩy săn xui đó, SA502 vang săn xui DA1. Hai dòng vang này đều là thương hiệu đến từ Nhật Bản các bác nhé. Với vang thì bên em cài 4 kênh đó, 4 kênh thì các bác chỉ việc chọn và sử dụng thôi. Đó, một combo rất là đẹp nha. Bên trên là một bộ mic của Gutin các bác nhé, GS560. Đây là tay mic các bác nhé. Mic này thì hát bao phê các bác, tính rất là sáng nha. Ở đây thì các bác lưu ý là với cấu hình này ấy, thì bên em chưa có lắp súp các bác nhé. Chưa có lắp súp. Đó, đây súp là không cắm nha các bác nhé. Chị em chỉ để cho nó cao cái đẩy lên thôi. Các bác nhìn nhé, đẩy này. Đó, vang và mic. Cấu hình chưa đến 20 triệu nhưng mà rất là hay nhá. Đây em sẽ quay xa ra một chút. Đó, đó đã được cài đặt rất là chi tiết các bác nhá. Đây em sẽ mở sang những ca khúc nhạc mạnh để các bác có thể cảm nhận được độ chất bass rất là sâu của cái bộ dàn này các bác nhá. Đó, đây em đang chạy trực tiếp trên YouTube này. Đa số là các bác sử dụng ở gia đình thì sử dụng trực tiếp trên YouTube cho nên là rất là tiện lợi. Đó, rất là lực và sâu mềm mại các bác nhá. Đó, với cấu hình dành cho các bác karaoke nghe nhạc mạnh hay nhạc vàng đều ok các bác nhá, đều hay. Đó, chưa đến 20 triệu các bác nhá. Đó, ba thớt và một đôi loa CF Bass 30 dành cho các bác chơi với phân khúc gia đình từ 20 cho đến 35 m2.
Vâng, các bác nào có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp với bên em qua số hotline 0977 434 361 các bác nhé. Còn các bác nào mà sở hữu một cái không gian rộng hơn, đó, từ hơn 30 trở lên thì có thể thêm một quả súp 340 đây. Đó, để hỗ trợ thêm giải súp ở không gian rộng các bác nhé. Còn hiện tại thì chưa đến, là với phân phòng thì như vậy thì chưa cần đến súp các bác nhé. Vâng, xin chào các bác. Hẹn gặp lại các bác trong các clip tiếp theo.